bình thường á là tôi nấu cho người ta ăn không à hôm nay là tôi được người ta nấu là cho ăn á trầu u ta nói nó sướng gì đâu luôn á hôm nay là cuối tuần tôi nghỉ một bữa không có nấu ăn quay clip cho mấy bạn coi mà hôm nay á ông quay phim dẫn cho tôi đi ăn lẩu nè bây giờ tôi đi qua quận 2 vô cái trung tâm thương mại này nè trầu ta nói cái trung tâm thương mại nó lớn mà nó đẹp dễ sợ luôn á mấy bạn vô á là tôi chấm ngay cái bàn mà có cái view nhìn xuống đường rồi còn đây á là cái cảnh ở trong cái quán nè quán nó hơi vắng tại vì tôi đi sớm á cho nên người ta chưa có đông đây á, là cái quán buffet lẩu nha Tuy nhiên ngoài lẩu á, thì nó còn có một số món giống như là thức ăn nhanh, đồ chiên vậy đó Cho mình ăn trong lúc mà chờ lẩu ra Có một nồi ốc hấp nữa mấy bạn Trời ta nói ăn cái này cũng ngon lắm luôn á Còn đây là mấy cái đồ chua cho mình ăn đỡ ngán nè ha Còn đây là cái gì ta? À, chè, trái cây, tráng miệng nè Có nước ép nữa nè Ngoài ra thì có thêm một cái tủ kem nữa Mấy bạn muốn ăn gì á, thì lại lấy hàng Khi mà người ta đem đồ ăn ra thì người ta chỉ đem theo nước lẩu với lại là thịt cá thôi Còn mình ăn mì hoặc là rau củ gì á thì mình tự lại mình lấy nha Đi vòng vòng một hồi á, là người ta đem đồ ăn lại bàn của tôi rồi nè Thịt sai nè, để tôi cho mấy bạn coi tiếp nha Cái này là gì tôi không biết nữa Đây là chân gà nè Kế tiếp là gì? À, bao tử Ngoài ra thì còn có một số cái như là tôm nè hào Ủa cái đó không phải hào cái đó con dẻm á mấy bạn ơi thịt bò thịt heo bao tử cái gì cũng có đủ hết trơn á mạng cái nó lấy chút xíu à mà cái chén nào cái chén đó thì bự chà bá quá wow, đây là cái dĩa thịt bò nè mà mấy bạn thấy người ta trang trí đẹp ghê chưa thịt bò hình cái bông hồng người ta đổ nước vô cái nó lên khói nè nhìn nó đẹp mà nó huyền bí gì đâu luôn á trời ơi, tôi khoái cái dĩa này ghê luôn nha mà mấy bạn có để ý không cái miếng thịt bò cắt làm sao á mà nó mỏng dánh à Tôi nhớ quê tôi cắt miếng nào miếng nấy cũng bự lắm mà Sao đây cắt mỏng dữ vậy trời Mà cũng hên là cái này tôi ăn buffet á nha Chứ cắt mỏng dánh như vậy Như đây sao tôi ăn đủ trời Bây giờ nhúng thịt bò nè Thịt bò thì tôi không có bỏ vô trước Ăn tới đâu thì nhúng tới đó Nhúng như vậy nó không có bị dai Trù u Đã đã mấy bạn ơi Chấm miếng nước mắm Ôi, ôi nó sướng gì đâu luôn á Cái khúc này á là tôi ăn cũng được hơi nửa nửa buổi là thấy cũng hơi no no rồi đáng ngang rồi tới cái khúc này á, là no hết ăn nổi rồi đó Lắc đầu rồi Rồi thôi bây giờ đi về nè Công nhận là tôi ăn ít thấy sợ luôn Ăn từ lúc sáng mà giờ trời tới thui rồi mới xong á